Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay, mời tất cả các bạn cùng mình theo dõi những diễn biến mới nhất của arc Elbaf trong manga từ tập 1163 đến tập 1165 nhé. Tập 1163, vị hoàng tử bị nguyền rủa. Chuyển cảnh sang tàu của Elbaf, Phờ Danh Ki thông báo với những người khổng lồ rằng họ muốn dừng việc tìm kiếm lại. Cả nhóm đã làm đủ mọi cách, Jinbei thậm chí còn yêu cầu những con cá mập tìm kiếm ở vùng biển gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của cả bọn bây giờ là tin tưởng vào những người đang mất tích kia và đợi họ ở Elbaf. Những người khổng lồ đồng ý và tàu Elbaf tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trở lại với nhóm của Luffy, họ đã ra khỏi mô hình thu nhỏ của Joad, và cả đám đang ở bên trong một lâu đài khổng lồ giống như lâu đài Lego, nằm ở giữa vùng đất tuyết được bao quanh bởi rừng và núi. Lâu đài nằm trên đỉnh một trong những ngọn núi, có một cây cầu rất dài nối với một cành cây khổng lồ trên bầu trời. Lúc này, Nami đang bị chóng mặt vì sự to lớn của tất cả mọi thứ trước mặt mình. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy ai đó băng qua cây cầu hướng về lâu đài nên liền núp vào một góc. Hai người đến lâu đài là Goldbeck và Gerth, thành viên của băng hải tặc Tân Cự Nhân do Hajrudin chỉ huy. Bên cạnh Gerth là Piper, con cú khổng lồ của cô. Gerth chẳng hiểu tại sao Hajrudin lại để một kẻ kỳ quặc như vậy vào băng Tân Cự Nhân. Goldbeck trả lời rằng, bởi vì hắn ta có kỹ năng của một hoa tiêu cừ khôi. Gerth cực kỳ ghét hắn ta, tên Joad đó thậm chí còn đáng hổ thẹn cho Elbaf hơn cả Loki nữa. Lý do Goldbeck và Gerth đến lâu đài, vì con cú Piper phát hiện ra con quạ của Joad đang mang theo một con tàu. Vì xâm phạm là bất hợp pháp ở Elbaf, mà Joad lại có thói quen chiếm hữu những con tàu ở gần Elbaf và tuyên bố chúng là kẻ xâm phạm. Bằng cách đó, Joad có thể đường đường chính chính nhốt bọn họ lại mà không bị ai của trách. Gerth nói rằng nếu cô ấy thấy Joad đang bắt cóc ai đó, cô sẽ báo cáo điều này với cha Junsama, người khổng lồ già xuất hiện trong hồi tưởng của Big Mom. Hiện ông ấy khoảng 408 tuổi. Nami nghe thấy phần xâm phạm là bất hợp pháp nên đã bảo cả bọn phải núp cho thật kỹ. Khi Goldbeck và Gerth gõ cửa lâu đài để gọi Joad, băng mũ rơm liền chạy qua cầu trước mặt. Bên dưới cây cầu là một khu rừng, và có nhiều con sói khổng lồ đang chờ trực con mồi. Khi di chuyển đến giữa cầu, Luffy đột ngột dừng lại. Cậu nói rằng mình đã cảm thấy cái gì đó kể từ khi họ ở bên trong vương quốc Lego. Không chỉ có Kulu, cả Jojo và Sanji hẳn cũng cảm nhận được nó. Đó là tiếng la hét của một người đàn ông, âm thanh mạnh mẽ đến mức khiến cho bộ ba quái vật băng mũ rơm phải dùng cả mình. Chính vì vậy, Luffy muốn đi kiểm tra nguồn gốc của tiếng la hét đó. Sanji nói rằng anh sẽ ở lại để bảo vệ tiểu thư Nami. Ngoài ra, anh chàng đầu bếp còn ngăn cản Jojo đi cùng với thuyền trưởng. Cái tên đầu tảo này không bao giờ được phép đi vào bất kỳ khu rừng nào nữa. Thấy thế, Luffy bảo những người khác hãy cứ đi trước, rồi nhảy xuống từ cây cầu để xuống khu rừng bên dưới. Quay lại tàu Elbaf, Thời báo Kinh tế Thế giới đã phát hành báo vào buổi sáng, và tin tức bên trong làm cho Doji và Brogy vô cùng sốc. Tiêu đề của bài báo ghi là, những tên hải tặc chiến binh khổng lồ đã tấn công đảo EGGHEAD. Hai chiến binh người khổng lồ tỏ ra bực bội, sao chúng lại bịa ra những lời dối trá như thế này, chữ nhỏ quá, chả đọc được gì cả. Thấy vậy, Robin quyết định đọc cho bọn họ nghe. Nội dung chính của bài báo là, băng hải tặc chiến binh khổng lồ đã thức giấc sau 100 năm ngủ đông, cùng với tứ hoàng Luffy mũ rơm, bọn họ đã thiêu rụi đảo tương lai EGGHEAD. Chính vì vậy, cả hai thuyền trưởng của băng hải tặc chiến binh khổng lồ là Brogy quỷ đỏ và Doji quỷ xanh sẽ bị treo thưởng với mức giá 1.800.000.000 Bailey. Ngoài ra, Doji và Brogy đều có poster truy nã mới với hình ảnh được chụp ở hòn đảo tương lai. Hai chiến binh người khổng lồ vô cùng bất ngờ trước tờ lệnh truy nã này. Thực chất, bọn họ đâu có ý định quay trở lại đâu. Mặt khác, các thành viên băng hải tặc chiến binh khổng lồ thì rất vui mừng trước sự tăng trưởng tiền truy nã của cấp trên. Robin cho rằng 100 năm trước so với bây giờ có lạm phát hơi lớn, nhưng đây là một con số hợp lý đối với những thủ lĩnh của các chiến binh Elbaf. Song song với đó, tờ báo cũng đưa tin rằng Luffy là người đã sát hại tiến sĩ Vegapunk, với bức ảnh lớn chụp Kulu đang sử dụng trạng thái Gear 5. Robin nhìn thấy bức ảnh, và dừng lại vì cô ấy nhận thấy một dấu X trên cánh tay của Luffy. Robin thắc mắc dấu hiệu này luôn xuất hiện trên cánh tay của Luffy khi cậu ấy trở nên tự do nhất à? Phờ Danh Ki cũng không chắc về điều này, Kulu lúc nào cũng nhảy cả tưng nên chẳng mấy khi nhìn kỹ được. Robin thấy điều này có vẻ hơi bất thường, cánh tay cậu ấy đang vung vẩy loạn xạ, nhưng dấu hiệu vẫn rõ như ban ngày, đồng thời Robin cũng đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây rồi. Doji chẳng hiểu chuyện gì, nhưng ông khẳng định mũ rơm giờ đây đã ngang hàng với xanh tóc đỏ. Hơn hết, Hajrudin, đứa trẻ thuộc tộc Elbaf đã trở thành cấp dưới trướng của băng mũ rơm. Cassie cũng nói thêm, xét cho cùng thì thằng nhóc đó vẫn là con trai của nhà vua, tôi tin rằng nó là một đứa nhóc gan góc. Chúng cũng muốn đến đón các cậu, nhưng lý do chỉ có những người lớn như bọn ta đến là vì có một chút rắc rối xảy ra ở Elbaf. Phờ Danh Ki thắc mắc rắc rối đó là gì, và được hai thuyền trưởng người khổng lồ giải thích. Khi họ vắng mặt, Loki, một trong những đứa con trai chính thức của nhà vua đã được sinh ra. Hắn là một gã khổng lồ độc ác được gọi là hoàng tử bị nguyền rủa. Mặt khác, Loki đã giết vua Hazan, cha ruột của mình để giành lấy trái ác quỷ huyền thoại được truyền lại trong hoàng tộc. Loki đã ăn trái ác quỷ đó và bị các chiến binh của Elbaf bắt giữ. Tuy nhiên gần đây hắn ta đang cố thoát ra, vì vậy bọn họ cần sức mạnh của tất cả các chiến binh của Elbaf để kiềm chế tên hoàng tử bị nguyền rủa này. Phờ Danh Ki vô cùng sốc khi có một người mạnh đến mức cần tất cả các chiến binh khổng lồ có mặt để giam giữ hắn. Quay lại với Luffy, lúc này cậu ta đã tìm thấy một người khổng lồ bị trói bằng những sợi xích lớn giữa tuyết. Người khổng lồ đó chính là Loki. Loki là một người khổng lồ gầy guộc và cơ bắp. Hắn có mái tóc rất dài và một chòm râu dê ở cằm, đôi mắt thì bị che kín bởi băng gạc. Ngoài ra, Loki có một số hình xăm trên cánh tay. Hắn mặc bộ đồ người khổng lồ thường mặc, đội một chiếc mũ màu đen có hai sừng dài cùng một chiếc rìu trên lưng. Thấy có người tiến về phía mình, Loki liền bắt chuyện và thè lưỡi ra trông giống hệt như Doflamingo. Luffy bình thản xưng danh với Loki, đồng thời khẳng định bản thân sẽ trở thành vua hải tặc như thường lệ. Sau đó, cậu ta hỏi Loki nơi này là chỗ nào và hắn ta rốt cuộc là ai. Đây là chiến địa, vùng đất của những chiến binh Elbaf, cống hiến hết mình cho các cuộc chiến trong quá khứ. Đây là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Cuối cùng thì Elbaf cũng hiện ra đầy đủ sau nhiều năm chờ đợi. Đây là một nơi hoành tráng đầy những ngọn núi cùng, với cây khổng lồ Yggdrasil ở trung tâm làm lu mờ tất cả chúng. Ngoài ra, có rất nhiều thác nước đổ xuống từ cây khổng lồ này. Yggdrasil có một tầng giữa được hình thành bởi các nhánh cây bao quanh thân cây. Tầng đó có vẻ là nơi sinh sống của những người khổng lồ, vì có một lâu đài hùng vĩ và ngôi làng trên đó. Ngoài ra còn có một số khẩu pháo hướng ra bên ngoài. Và cuối cùng ở đây có một thanh kiếm khổng lồ xuyên qua tầng giữa, và dường như còn đâm thẳng xuống đất. Loki tiếp tục nói với nụ cười đầy độc ác. Ta là Loki, thần mặt trời sẽ mang đến sự kết thúc cho thế giới này. Tập 1164, Loki của địa ngục. Hiện tại, Luffy đang đứng trên chân của Loki, và tiếp tục cuộc trò chuyện với gã hoàng tử bị nguyền rủa. Luffy rất vui khi biết rằng cuối cùng mình cũng đã đến Elbaf. Cậu phấn khích đến mức cứ liếng thoáng về việc hòn đảo rộng lớn như thế nào. Ngoài ra, Luffy còn phấn khích khi nói về những người khổng lồ, cây cối các thứ, vân vân và mây mây. Loki đã cố gắng nói chen vào, nhưng lại bị cu lù lơ đi nên hắn lập tức nổi quạo. Câm mồm, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Tiếng hét của Loki mạnh mẽ đến mức khiến những con sói khu vực xung quanh tỏ ra sợ hãi. Tiền truy nã của gã hoàng tử cũng đã được tiết lộ, nó lên tới con số 2,6 tỷ Bailey. Sau đó, Loki nói rằng hắn là kẻ kế thừa danh hiệu thần mặt trời ở đất nước này, chính vì vậy người bình thường sẽ không được nói chuyện nếu như chưa được hắn cho phép. Loki tiếp tục hỏi Luffy có suy nghĩ gì khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của hắn. Cu lù nói rằng ngươi rõ ràng là đã bị bắt mà. Rất tinh mắt, nhưng không ai muốn bị kiềm chế, đúng không? Giống như bao kẻ khác, nếu có thể, ta cũng muốn được tự do. Jody. Bị đối phương gọi sai tên, Luffy tỏ rõ sự bực bội. Loki giải thích rằng hắn đã như thế này trong 6 năm. Hắn là người mạnh nhất ở Elbaf, nhưng cái cây mà hắn bị trói là cây báu vật Adam, tức là vương quốc chiến tranh. Và những sợi xích giam cầm cơ thể hắn được làm bằng hài lâu thạch, nên hắn không thể trốn thoát được. Sau đó, Loki đưa ra một lời đề nghị với Luffy. Hắn muốn cậu ta tìm một chiếc chìa khóa từ ngôi làng phía trên và giải thoát cho hắn. Đổi lại, tên này sẽ nghiền nát bất kỳ băng hải tặc nào mà Luffy muốn. Vùng đất tuyết này được gọi là địa ngục. Nó vừa là nhà tù vừa là nơi hành quyết những người khổng lồ. Những người khổng lồ phạm tội bị đày xuống đây, và không ai dám đến gần vì những con thú trong khu rừng này. Loki không biết mục đích của Luffy khi đến dãy núi tuyết này, nhưng tốt hơn hết là cậu ta nên cẩn thận với những con thú ở đây. Bởi mỗi con trong số chúng đều là vua của một ngọn núi, đồng thời chúng cũng là bạn của Loki từ khi hắn còn nhỏ. Cùng lúc đó, rất nhiều quái thú khổng lồ xuất hiện từ trong rừng và bao vây lấy Luffy. Có tổng cộng 5 con quái thú, một con gấu bắc cực, một con khỉ đột, một con sói, một con rắn và một con voi ma mút. Ngoài ra, còn có một số kẻ cũng xuất hiện, có vẻ đều là thuộc hạ của Loki. Chúng đeo mặt nạ phòng độc và da động vật có mùi hôi để bảo vệ bản thân khỏi quái thú. Luffy rất bình tĩnh khi nhìn thấy đám quái thú trước mặt, và cậu cảm giác thật là hoài niệm, giống hệt như quãng thời gian luyện tập ở hòn đảo hoang Lucaina. Loki đe dọa cu lù rằng, nếu ngươi dám không tuân lệnh ta, tất cả đám quái thú này sẽ không để ngươi yên đâu. Thế nhưng Luffy bất ngờ chế ngự tất cả đám quái thú, bằng haki bá vương khiến Loki và những thuộc hạ của hắn sửng sốt tột độ. Sau đó, Luffy nhảy lên tay của con khỉ đột, và tất cả các quái thú nhìn cậu một cách thân thiện. Đám thuộc hạ thấy thế thì cầu nguyện rằng Luffy không khiến chúng ngất xỉu giống như cái lần tứ hoàng xanh tóc đỏ tới đây. Nghe thấy tên của ông chú, Luffy liền phản ứng dữ dội. Cậu rất bất ngờ khi xanh từng có mặt ở hòn đảo này. Loki khá ấn tượng trước sức mạnh của cu lù. Hắn quan sát cách mà Luffy nói về xanh với giọng điệu đầy cảm xúc nên đã quyết định trêu chọc cậu. Người biết tóc đỏ sao? Đúng là hắn đã đến đây, nhưng rốt cuộc cái gã tí hon đó cũng chỉ là tên gà mờ. Loki vừa dứt lời, Luffy liền chuyển sang dạng Gear 4 và tung cú đấm vào tên khổng lồ khốn kiếp. Cũng may là Loki đã kịp thời né được cú đấm uy lực đó bằng cách lách nhẹ đầu sang một bên. Chứng kiến được sức mạnh siêu bá đạo của Luffy, Loki cùng thuộc hạ của hắn và những con quái thú khổng lồ đều vô cùng hoang mang. Tên hoàng tử ra hiệu cho Luffy dừng tay lại bởi hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Luffy trở lại với trạng thái bình thường, đồng thời đe dọa Loki không được nói như thế bất kỳ lần nào nữa. Bị một kẻ không có lai lịch lấn át, Loki thầm nghĩ rằng nếu hắn mà thoát ra khỏi đây, Luffy sẽ là người mà hắn giết chết đầu tiên. Sau đó, Luffy hỏi đối phương lý do mà xanh tới đây là gì, liệu ông ấy vẫn còn ở Elbaf chứ? Tuy nhiên, Loki sẽ không bán thông tin cho Luffy một cách miễn phí, và cần phải có sự trao đổi giữa đôi bên. Chuyển cảnh sang cây cầu ở lâu đài Joad. Nami và những người khác thấy Joad rượt theo họ, trong khi đó, Gerth và Goldbeck cũng đang đuổi theo Joad. Thấy thế, Jojo muốn chém cả đám, nhưng Usopp nói rằng họ có thể là bạn của Roji và Brogy. Vì vậy, cả nhóm quyết định chạy đến làng Elbaf ở phía trên. Chuyển cảnh sang địa ngục, nhưng ở một khu vực khác với nơi Luffy và Loki đang ở. Hajrudin và Sở Tan Sen đang đánh bại một con nai sừng tấm khổng lồ. Hajrudin rất vui mừng vì đã hạ được nó, bởi khu rừng ở phía trên không thể tìm thấy được con nai nào giống con này. Thịt của nó rất tuyệt, nên Hajrudin đảm bảo Luffy sẽ cười tít mắt khi thấy thứ này. Sở Tan Sen than thở rằng con nai quá nặng, làm sao có thể mang nó về được đây. Hajrudin liền trả lời, đừng làm ô danh bản thân thế chứ, thịt này dành cho những người đã cứu mạng chúng ta mà. Sau đó Hajrudin và Sở Tan Sen mang con nai sừng tấm rời đi. Chuyển sang tàu băng hải tặc người khổng lồ, hiện đã tiến vào vùng biển của Elbaf. Bên trong thuyền, Robin đang nhờ bờ giúp cắt tóc cho mình. Đây là lần đầu tiên nhạc công băng mũ rơm cắt tóc cho một người phụ nữ, nên ông rất là phấn khích và thích thú. Những người xung quanh thì cảm thán trước diện mạo mới của Robin. Kiểu tóc mái này rất hợp với Robin, nó khiến cho cô trở nên trẻ trung và dễ thương hơn rất nhiều. Lý do mà Robin để kiểu tóc này cũng là vì cô sắp được gặp lại chú sau. Ông Dojitin chắc sau sẽ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Robin ở thời điểm hiện tại. Phở Danh Ki thấy thế, cũng bật khóc xúc động khi nghĩ tới cảnh Robin được hội ngộ với sau. Cuối cùng thì tất cả mọi người trên tàu cũng có thể nhìn thấy rõ hòn đảo của người khổng lồ, trông nó thật là to lớn. Nhân cơ hội này, các chiến binh của băng hải tặc cự nhân quyết định nâng ly thêm một lần nữa trước khi tàu cập bến. Cùng lúc đó, ở một địa điểm nào đó bên trong Elbaf, có ai đó đang hét lên trong lo lắng và cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Thầy sau đã ngã rồi, thầy ấy không còn cử động nữa. Tập 1165, cuộc phiêu lưu ở Elbaf. Hiện tại, tàu Gritz Eric đang di chuyển đến cảng Elbaf. Từ bên trong Elbaf, một đứa trẻ đã phát hiện ra sự hiện diện của họ, nên đã thông báo cho bà chủ quán bar. Đứa trẻ này là cô lùn, cậu nhóc từng nằng nặc đòi gia nhập vào băng hải tặc tóc đỏ của tứ hoàng xanh. Cô lùn chạy ra bên ngoài và hét lên thật lớn để chào mừng sự trở lại của băng hải tặc người khổng lồ. Cậu nhóc cũng hỏi họ có ghé qua quán bar để uống rượu hay không. Tuy nhiên, Brogy ra hiệu rằng cả nhóm sẽ đi thẳng lên bên trên nên cô lùn có đôi chút buồn bã. Bà chủ quán bar thấy điều này cũng hợp lý bởi băng cự nhân đang có khách. Một khi họ mà bắt đầu uống rượu thì sẽ uống liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó, bà chủ đưa cho cô lùn giỏ đồ ăn và nhờ cậu mang nó cho một người tên là Zipley. Ngoài ra bên trong cũng có món ăn ưa thích của bố cậu ta nữa. Cô lùn hỏi bà chủ có biết những người mà hai thuyền trưởng Doji và Brogy dẫn tới đây là ai hay không. Đó chính là người mới trở thành một trong các tứ hoàng và được thuyền trưởng tóc đỏ nhắc tới. Thì ra xanh đã kể cho cô lùn về Luffy mũ rơm và nhắc nhở cậu nhóc đừng bao giờ quên tên của cậu ta. Sau đó, cô lùn nhận đồ ăn và rời khỏi quán bar trong sự phấn khích. Lúc này, nhóm của Hajrudin đã phát hiện ra tàu Grig-Erik. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để tạo ra cầu vòng. Băng mũ rơm đang tiến gần tới Elbaf hơn và trước mặt họ bây giờ là một chiếc cầu vòng khổng lồ siêu đẹp. Cả đám mắt chữ O mồm chữ A khi lần đầu tiên được nhìn thấy cầu vòng ở khoảng cách như thế này. Thực sự quá là ấn tượng. Brogy giải thích rằng chiếc cầu vòng trước mặt được tạo ra bởi dụng cụ trên tay ông. Điều này làm cả đám khá là ngạc nhiên. Một thuyền viên khác trong băng khổng lồ thông báo rằng Con tàu đang ở gần chân núi và sắp sửa đi lên trên. Nghe vậy, Dogi và Brogi nhắc nhở băng mũ rơm rằng nên giữ lấy vị trí, bởi con tàu sẽ đi theo chiều dọc. Ngay sau đó, Gritz Eric bất thình lình thay đổi cách thức di chuyển làm băng mũ rơm, không kịp trở tay. Thì ra con tàu của băng cự nhân đang lướt trên chiếc cầu vồng khổng lồ. Doji giải thích rằng Elbaf thực chất nằm ở trên cây. Để tới được đó, bọn họ cần phải băng qua chiếc cầu vồng này. Khi đến nơi, tất cả sẽ có một bữa tiệc thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, điều mà Frankie thắc mắc là vì sao con tàu này lại có thể di chuyển được trên cầu vồng. Robin không biết Gritz Eric được chạy bằng gì và cầu vồng chỉ là ánh sáng khúc xạ vào những giọt mưa, nó không hề có thật. Doji và Brogi nghe vậy thì bật cười khoái chí. Đối với họ, cầu vồng là một thứ gì đó có thể đi qua chứ không phải chỉ để ngắm. Chúng ta thực sự đang lướt trên nó nè. Brogi cho rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để lướt thuyền trên cầu vồng. Cầu vồng chảy sẽ không bị cản trở bởi sóng giống như nước biển. Một khi đã đi trên nó thì bọn họ cứ thế mà tiến thẳng về phía trước. Jinbei cho rằng Luffy và những người khác sẽ rất hào hứng khi nhìn thấy điều này. Bên cạnh đó, Bonnie tỏ ra thích thú bởi cô bé đang lướt qua vùng biển có 7 màu. Nó thậm chí còn phát ra những tiếng leng keng nghe vô cùng dễ thương. Quả thực vẫn còn quá nhiều điều mà băng mũ rơm vẫn chưa biết đến. Cùng lúc đó, con tàu của Hajrudin đã bắt kịp Gritz Eric. Anh chàng liền tìm kiếm Luffy nhưng hiện giờ cậu ta lại không có mặt ở đây. Hajrudin và Sở Tan Sen cũng nói rằng họ đã săn được một con nai sừng để dành riêng cho cu lù. Doji và Brogi rất muốn được ăn nó, nhưng tiếc là Hajrudin đã từ chối thẳng thừng. Quay lại cây cầu phía trên âm giới, Gerth cùng Goldbeck đang vác thao rừng Sunny đuổi theo Joad, và họ đột nhiên nhìn thấy Luffy nhảy lên từ âm giới. Cu lù rất bất ngờ khi con tàu của mình lại nằm trong tay họ. Gerth và Goldbeck thì biểu lộ rõ sự vui sướng khi được gặp trực tiếp thần tượng. Gerth liền đỡ lấy Luffy, và cảm nghĩ đầu tiên của cô nàng khi gặp cu lù là cậu ta thực sự quá dễ thương. Gerth vốn dĩ rất thích những con người nhỏ bé, nhưng cô khác hoàn toàn với gã Joad dị hợm đó. Gerth sẽ không bắt nhốt Luffy vào lồng như hắn mà chỉ muốn làm bạn với cu lù. Goldbeck nhắc nhở đồng đội của mình nên tem tém lại, đâu cần thiết phải nói toẹt cảm xúc của mình ra như thế. Sau đó, Gerth xin lỗi Luffy vì những hành động đê tiện mà Joad đã làm. Giá như cô biết điều này sớm hơn thì nó đã không xảy ra. Kế đến, Goldbeck liền hỏi Luffy vừa làm gì ở dưới đó. Luffy nhớ lại những lời mà trước đó Loki đã nói với cậu. Hắn muốn cu lù không kể với ai về việc cậu gặp hắn ở đây, đồng thời không được tiết lộ về giao kèo giữa hai người. Luffy cố gắng nói dối một cách rất tệ. Cậu đổ mồ hôi nhiều đến nỗi Goldbeck hoảng sợ và không dám hỏi thêm gì nữa. Họ nghĩ rằng Luffy hẳn đã có những trải nghiệm kinh khủng ở âm giới, nên mới hoảng loạn như vậy. Ở dương giới thuộc tầng thứ 2 của Elbaf, nhóm của Nami đã băng qua cây cầu, hiện giờ họ đang ở trong một khu rừng. Joad sắp bắt kịp cả nhóm nên Nami và Chopper vô cùng lo sợ. Khuôn mặt của Joad thể hiện rõ sự biến thái. Lần này hắn sẽ khóa chặt tất cả trước khi có ai biết về sự hiện diện của họ. Bỗng nhiên Joad bị một cái cây khổng lồ đập thẳng vào mặt, nên hắn ta vô cùng đau đớn. Đây là một cái bẫy đơn giản mà băng mũ rơm làm ra, ai mà ngờ được rằng Joad lại dễ dàng bị mắc lừa đến thế, đúng là một sự sỉ nhục cho những người khổng lồ. Sanji ra hiệu cho đồng đội đi tiếp, bởi anh chàng cũng rất muốn được chiêm ngưỡng vương quốc của những người khổng lồ. Trong khi đó, Joad liên tục buông lời nguyền rủa băng mũ rơm dẫu bị cái cây khổng lồ ghì chặt. Lúc này, Gerth và Goldbeck cũng đã băng qua cây cầu và bắt kịp những người còn lại. Joad tưởng rằng bọn họ tới đây là để giúp đỡ mình, ai dè hai chiến binh người khổng lồ đồng loạt vung vũ khí lên và tung ra một đòn tấn công thật mạnh vào người tên đồng đội quái dị. Nhìn thấy Gerth, Sanji vô cùng vui sướng bởi cô nàng thực sự quá xinh đẹp. Luffy cũng rất phấn khích khi gặp lại những người đồng đội của mình. Sau đó, Gerth bắt đầu giới thiệu về bản thân và Goldbeck cho nhóm mũ rơm. Cả hai rất tiếc, vì đã để bọn họ có trải nghiệm không mấy tốt đẹp khi ở Elbaf. Từ giờ, Gerth và Goldbeck sẽ đi theo và hỗ trợ băng mũ rơm. Bây giờ cả nhóm đang ở tầng 2 của Elbaf, vì vậy Luffy, Usopp và Chopper liền chạy về phía trước, để chiêm ngưỡng toàn cảnh của ngôi làng rộng lớn. Gerth liền chỉ dẫn cho cu lù, đi qua khu rừng này sẽ có những đám mây, chỉ cần nhảy lên chúng là họ sẽ nhìn thấy được ngôi làng. Sau đó cô nàng nhấc bổng những thành viên còn lại, của nhóm mũ rơm và đuổi theo nhóm Luffy. Đúng như Gerth nói, Usopp, Chopper và Luffy đã tới được đảo mây và cảm thấy thật ngỡ ngàng, bởi những thứ ở trước mắt. Con tàu Grig-Erik và tàu Hajrudin đang đến ngôi làng bằng con đường cầu vồng. Doji và Brogi giải thích rằng Elbaf có 3 tầng khác nhau. Tầng thứ 3 là thiên giới, tầng thứ 2 là dương giới và tầng thứ nhất là âm giới. Bây giờ tất cả bọn họ đang ở dương giới, nơi có rất nhiều ngôi làng, và nó quá rộng lớn nên băng mũ rơm không thể nhìn thấy được toàn bộ. nơi mà nhóm phờ danh khi đang hướng đến là ngôi làng của Rogi và Brogi. Hiện ra trước mắt toàn bộ các thành viên băng mũ rơm là khung cảnh vô cùng thơ mộng và huyền bí. Khó có ai có thể truyền tải cảnh tượng này thành lời một cách chính xác. Ngôi làng dường như được xây dựng trên những cành cây chọc trời với nhiều đám mây đảo gần đó. Ngoài ra, cũng có một lâu đài, giống với lâu đài mà Joad đã xây dựng trong mô hình Lego của hắn. Luffy và Usopp vô cùng xúc động khi nhìn thấy ngôi làng. Cuối cùng thì cả hai cũng đã hoàn thành ước mơ đặt chân lên vùng đất của những chiến binh người khổng lồ. Đây chính là vương quốc chiến tranh thuộc quốc đảo Elbaf. Nhìn thấy Luffy, Hajrudin liền gọi tên của cậu ta. Phát hiện ra nhóm phờ danh Ki đang đi thuyền trên cầu vòng, khuôn mặt của Luffy, Usopp và Chopper thể hiện rõ sự sửng sốt. Mấy người bọn họ đang cưỡi trên cầu vòng phải không? Cho bọn này cưỡi với. Song song với đó, ở sâu bên trong khu rừng, nhân vật thần bí kia đang di chuyển một cách đầy chậm rãi. Có vẻ như ông ta đang có ý định gặp mặt băng mũ rơm. Video review One Piece hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo. Bye bye!